em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm, lung linh đẹp xinh. Những phút thần tiên bên em lòng ngẩn ngây, trao dâng trong lòng anh đam mê cuồng say. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em, kề vai bên nhau cùng say sưa khúc nhạc tình. Mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm, lung linh đẹp xinh. Những phút thần tiên bên em lòng ngẩn ngây, trao dâng trong lòng anh đam mê cuồng say. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em, kề vai bên nhau cùng say sưa khúc nhạc tình. Mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm, lung linh đẹp xinh. Những phút thần tiên bên em lòng ngẩn ngây, trao dâng trong lòng anh đam mê cuồng say. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em, kề vai bên nhau cùng say sưa khúc nhạc tình. Mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say.
nhiều sức khỏe, nhất là chồng có nhiều sức khỏe, con gái khỏe mạnh, mình cũng khỏe mạnh, gia đình khỏe mạnh, làm ăn lúc nào cũng thành công. Đặc biệt nhất là kênh YouTube Ánh Nguyệt TV sẽ được mọi người ủng hộ nhiều. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ em rất là nhiều luôn. Em chỉ mong như vậy thôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ mẹ sẽ thỉnh nến nha. Là toàn là khách nhí không à, khách nhí. Đây là Tiểu Bảo Bảo, còn đây là Ngọc Ngọc. Ngọc Ngọc Châu Châu, còn đây là Tiểu Bảo Bảo Nhí. Bảo Nhí ơi, rồi 1 2 3 vô nè. 2 3 vô. Cục vàng thả chạy. 2 3 vô. 1 2 3 vô. 1 2 3 ủa. Ăn ngon không? Ngon. Ngon không Bảo? Ngon không con? Mắc cỡ luôn, hẹn nó không dòm lên, nó ghê. Dòm lên coi. Dòm lên coi chúc mừng sinh nhật cô Nguyệt đi. Rồi chúc đi, chào chúc đi. Chào chúc sao? Chúc mẹ càng ngày càng nhiều.
đẹp gái, rồi lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, nhiều vương. Rồi Ngọc chúc sao? Vỗ tay Châu đi, khen Châu nè. Rồi Ngọc chúc sao? Con chúc cô Nguyệt càng ngày càng xinh đẹp và mạnh khỏe. Rồi bảo chúc cô Nguyệt đi, cái vỗ tay khen Ngọc nè, vỗ tay đi. Rồi bảo chúc cô Nguyệt đi. Con chúc cô Nguyệt mạnh khỏe, hạnh phúc bên gia đình, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Trời ơi, cảm ơn con nha, giỏi quá. Rồi tới ai ta? Chú Mạnh. Chú Tạ chúc dạ yêu về dạ sức khỏe nè, ngày càng lúc nào cũng đẹp, tươi đẹp, tươi trẻ mà đẹp đặn người. Với lại hạnh phúc bên gia đình, tiền vô như nước ha. Vỗ tay khen chú Mẵng. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật cô Nguyệt. Cô Nguyệt ước nha. Ước là năm nay là có nhiều sức khỏe, nhất là chồng có nhiều sức khỏe, con gái khỏe mạnh, mình cũng khỏe mạnh, gia đình khỏe mạnh, làm ăn lúc nào cũng thành công. Đặc biệt nhất là kênh YouTube Ánh Nguyệt TV sẽ được mọi người ủng hộ nhiều. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ em rất là nhiều luôn. Em chỉ mong như vậy thôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ mẹ sẽ thả nến nha. Lấy cái dao dưới cho mẹ ra. Dao bên kia. Em đang vô con, vô con mình cắt bánh nè. Cắt bánh nè. Vỗ tay mình cắt bánh đi, vỗ tay cho con. Vô. Bảo. Đây là bánh kem này của bà Bảo tặng cho con Nguyệt đây. Nguyệt cảm ơn bà của bà Bảo rất nhiều luôn. Còn bánh kem này kia con Nguyệt lấy dao cắt đấy. Xin mã đưa dao cho em cắt. Tháo bông luôn đi em cắt. Tháo ra. Tháo ừ, tháo đi. Tháo bông. Tháo cái này nè, tháo cái này thôi. Đâu vậy? Để đi. Ủa của bà hả? Ủa tôi đây.
bình luận đi con. Đây, ba, bốn. Ăn dưa bảo ngon không? Chồng ăn nhiều không? Quên lắm. Quên chưa ăn bánh bảo thử cho con thử nha. Ăn xong đi rồi à. Biết bánh như cô Nguyễn nó ngọt lắm chứ. Cái gì vậy? Cái chỗ ngọt à? Đưa cho con. Rồi mẹ cái mũ nó ra. Rồi mẹ cái mũ. Dạ. Mũ dưới gì nữa mà. Con dưới. Con xong. Để mẹ lo nó. Con chưa nhảy nữa mẹ. Con lấy nước ngọt hay rồi uống nữa. Dạ, chưa nhảy luôn. Chưa, ăn xong đi. Ăn nhiều lắm luôn. Không được. Mẹ cứ ngủ đi. Không ngủ, ai kêu? Không có mẹ. Chút nữa, nó chưa nhảy mà. Để cái bóng nó mấy. Ngọc cái bảo cũng ngọt. Dạ. Lấy cái ly anh mặn, lấy cái ly rót ngọt uống cái ly đồng á. Hả? Uống nước gì cũng được. Tụi con ăn bánh ngon không? Dạ. Bảo mua bánh cũng ngon quá trời luôn. Trên cái đây. Bánh này có cái sô cô la rất là ngon. Ở trong nó có bánh lăng nè, lá dứa, cà phê, hoa đậu biếc, sữa tươi dừa. Ăn rất là ngon, vừa ăn. Cái này là của bạn của mình làm rất là ngon. Hoa màu là tự nhiên hết, không có sử dụng phẩm màu. Đây là bánh nhà làm rất là ngon. Bảo mấy giờ về? Bảo mấy giờ về? Bảo đẹp trai. Mấy giờ về? 10 giờ hả? 10 hay là 10? Bánh gì vậy? Đúng rồi, trong đó có bánh lăng. Đúng rồi. Bánh gì vậy? Vậy vậy. Hẹn gặp lại mọi người sau nha. Bây giờ là tối rồi, bây giờ cho bé về thôi. Bảo phải về nhà, Ngọc cũng phải về nhà. Cảm ơn cô Nguyệt, cảm ơn Bảo và Ngọc nha con. Dạ. Năm sau cô Nguyệt có tổ chức nữa sẽ mời hai con đó nha. Dạ. Lúc đó hai con thì nghỉ Nguyệt một bài nha. Không biết nhảy. Con không biết nhảy con múa. À, con hát được không?